Mời quý vị và các bạn theo dõi trang địa phương do Đài Truyền thanh Truyền hình huyện Vũ Quang thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, chưa bao giờ người chăn nuôi lợn nói chung và huyện miền núi Vũ Quang nói riêng lại gặp khó khăn như hiện nay. Lợn thương phẩm, lợn giống rớt giá và khó tiêu thụ đang đẩy nhiều chủ trang trại, hộ chăn nuôi có nguy cơ vỡ nợ khi mà số vốn đầu tư xây dựng chuồng trại và con giống khá lớn. Nội dung này sẽ mở đầu cho trang địa phương hôm nay. Lợn thịt, lợn con giống đến kỳ xuất bán nhưng không có thương lái đến thu mua, cho dù giá rất rẻ, chỉ bằng nửa so với trước đây. Đó là thực tế hiện hữu tại huyện miền núi Vũ Quang. Đầu năm nay, ông Phạm Duy Thủy, tổ dân phố 2 thị trấn Vũ Quang, vay ngân hàng trên 300 triệu đồng, đầu tư xây dựng chuồng chăn nuôi lợn, quy mô 100 con trên lứa. Niềm vui hưởng lợi từ chăn nuôi lợn ở đâu chưa thấy, chỉ thấy ngày một thua lỗ nặng khi mà lợn thịt rất giá thảm hại. Cuộc sống gia đình ban đầu đang tạm ổn, thì nay đang trở nên khó khăn đối với gia đình ông, khi hàng tháng lãi mẹ đang đẻ lãi con ở ngân hàng. Thì vừa rồi gia đình có chăn nuôi tức là 100 con lợn, thì trong lứa 100 con lợn ấy thì hiện nay đã xuất chuồng 75 con. Thì lứa đầu tiên là xuất 50 con, thì bình quân lại lỗ một con khoảng tức là 800 ngàn. Rồi còn lại 25 con nữa thì nếu như là xuất tiếp thì sẽ lỗ khoảng một con, là bình quân lỗ khoảng một con khoảng 1 triệu 8. Thì tổng cộng nếu mà tính lại như gia đình tính đó thì cái mức độ thiệt hại của tổng cái đàn lợn 100 con này nếu bán thì lỗ khoảng 101 đến 102 triệu. Không chỉ các hộ chăn nuôi độc lập, tự chủ, thua lỗ, mà ngay cả tổ hợp tác, hợp tác xã, hộ chăn nuôi theo hình thức liên kết với doanh nghiệp bao tiêu sản phẩm cũng cùng chung cảnh ngộ. Xã Hưng Điền có 2 tổ hợp tác chăn nuôi lợn với 14 thành viên, quy mô chăn nuôi 582 con lợn. Theo chị Nguyễn Thị Kim Dung, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Hưng Điền, đồng thời là tổ trưởng chăn nuôi lợn cho biết, đến thời điểm này, tổ hợp tác đã chăn nuôi 8 lứa. Theo tính toán, trong 8 lứa xuất bán lợn thương phẩm thì có 4 lứa có lãi, 4 lứa thua lỗ. Nhất là lứa lợn hiện tại này mới xuất bán 282 con thì lỗ 338 triệu. Đấy là giá lợn bán từ 28 đến 31.000 đồng trên 1 kg. Còn 300 con lợn nữa với giá hiện tại bây giờ dưới 25.000 đồng trên 1 kg thì tổng lỗ chăn nuôi của cả lứa sẽ xấp xỉ 1 tỷ đồng. Điều đó cũng đồng nghĩa lợi nhuận sau 8 lứa nuôi trở về không. Điều đáng nói là phần lớn thành viên tổ hợp tác ở khu tái định cư Hương Điền đều là hộ nghèo, cận nghèo và vay vốn ngân hàng để đầu tư chăn nuôi lợn theo chủ trương chăn nuôi lợn liên kết. Thời điểm trước mắt thì rất là mong muốn là các cấp là có cái sự quan tâm, xem xét có thứ là làm thế nào là cho dù rẻ xuất được 300 con lợn của tổ. Là đó là điều trước tiên. Thứ hai nữa là tới đấy thì tổ cũng có cái đề xuất là hầu như là cả hộ tham gia đấy cũng rất khó khăn, và đặc biệt là hộ nghèo vay vốn ngân hàng thì có cái cách gì đó can thiệp đối với các cái tổ tín dụng và ngân hàng, thì có thể là ví dụ như là khoanh nợ cho nhân dân để họ tiếp tục là vươn lên. Nuôi ít lỗ ít, nuôi nhiều lỗ nhiều. Nếu giá lợn xuất bán không tăng thì nguy cơ các chủ hộ, các trang trại chăn nuôi vỡ nợ là hiện hữu. Hợp tác xã chăn nuôi lợn Quang Minh đóng tại xã Hưng Minh, huyện Vũ Quang là một trong số đó. Với số vốn đầu tư gần 15 tỷ đồng, trong đó có trên 10 tỷ đồng vay ngân hàng, trang trại đưa vào chăn nuôi vào cuối năm 2016 với quy mô nuôi 300 con lợn nái, trên 1.000 con lợn thương phẩm. Niềm vui và hy vọng về lợi nhuận kinh tế từ chăn nuôi lợn đem lại sau khi khánh thành đưa vào hoạt động chưa được bao lâu, thì lợn liên tục rớt giá, kể cả lợn giống đến lợn thịt. Trong khi giá thức ăn và các chi phí khác thì không hề giảm. Từ chỗ giá lợn hơi trên 42.000 đồng trên 1 kg, thì nay chỉ còn 25.000 đồng trên 1 kg. Lợn con giống từ chỗ 1,5 triệu đồng trên con 7 kg, thì nay con trên 10 kg giá cũng chỉ 500 đến 600.000 đồng, nhưng rất khó tiêu thụ. Bởi nhà nhà, người người chăn nuôi lợn đều thua lỗ, nên các hộ không tiếp tục mua về chăn nuôi. Giá cả đã thấp, lại không có đầu ra,
đã làm cho hợp tác xã chăn nuôi lợn Quang Minh tồn 500 con lợn thịt và trên 1.700 con lợn giống loại dưới 20 kg. Nguồn thu không có, trong khi đó mỗi tháng hợp tác xã phải bỏ ra trên 600 triệu đồng chi phí trả lương cho công nhân, tiền điện nước và thức ăn cho lợn. Được biết, tính từ khi đưa vào hoạt động đến nay, hợp tác xã đã lỗ hàng tỷ đồng. Khó khăn nhất của hợp tác xã hiện nay là ngoài thiếu tiền mua thức ăn và trang trải các chi phí khác, là không thể ngừng chăn nuôi khi mà lợn giống, lợn thương phẩm chưa bán được. Hiện nay thì của trang trại có rất nhiều khó khăn, mà trong đó là khó khăn nhất là vấn đề là cái con giống của đầu ra. Đầu ra con giống hiện nay chúng tôi có rất nhiều, nhưng mà là không có khách hàng đến để là mua, cho nên là cái khó khăn thứ nhất. Khó khăn thứ hai nữa là cái nguồn vốn hiện nay chúng tôi cũng đã là cạn kiệt, là không có là cái nguồn nào để mà đầu tư vào nữa, cho nên đề nghị là trên đó là các cấp là nghiên cứu làm cách nào đó, thứ nhất là cho vay, thứ hai nữa là bằng cái biện pháp nào để giúp chúng tôi giải quyết cái đầu ra. Được biết, hiện tại trên địa bàn huyện Vũ Quang còn có khoảng 28.000 con lợn thương phẩm ở 16 trang trại, 38 tổ hợp tác và nuôi ở trong dân. Có trên 3.000 con lợn giống ở 4 trang trại. Số lợn thương phẩm đến kỳ nhưng chưa xuất bán được khoảng gần 10.000 con. Theo tính toán của người chăn nuôi, với giá lợn hơi như hiện nay dưới 25.000 đồng trên 1 kg so với trước đây là 42.000 đồng trên 1 kg, thì người chăn nuôi lợn thương phẩm sẽ lỗ trung bình 1,8 triệu đồng trên con. Còn lợn giống từ 1,5 triệu đồng xuống còn 500.000 đồng, thì mỗi con sẽ lỗ ít nhất 800.000 đồng. Như vậy, con số mà người chăn nuôi lợn gánh chịu thua lỗ là không hề nhỏ. Điều đáng nói, trong khi lợn rớt giá thảm hại và không xuất bán được, thì giá thức ăn vẫn không hề giảm. Nhất là các doanh nghiệp trước đây ký hợp đồng bao tiêu sản phẩm vẫn bình chân như vậy. Một số khác thì chạy trốn, bỏ mặc kệ người chăn nuôi hứng chịu. Còn chính quyền các cấp và ngành chăn nuôi vẫn đang tích cực đi tìm giải pháp đầu ra nhưng chưa hữu hiệu. Thì đây là một cái nội dung rất khó, bởi vì là liên quan đến thị trường nói chung. Tuy nhiên thì để một phần giảm một phần khó khăn trong người dân, thì vừa qua thì huyện đã tổ chức rất nhiều cuộc họp và bàn rất nhiều về những cái giải pháp để mà giúp tháo gỡ một phần nào trong nông hộ. Thì với cái cách chỉ đạo là trước mắt là cố gắng là duy trì cái tổng đàn và không phát triển tổng đàn. Cái thứ hai nữa là khuyến cáo người dân bằng nhiều hình thức nuôi, cũng có thể nuôi hình thức phối trộn và cũng có thể là nuôi theo hình thức cổ truyền như trước đây. Thì thứ ba đó nữa là liên hệ với một số doanh nghiệp để mà thu mua cho người nông dân. Tập trung đẩy mạnh chăn nuôi là một chủ trương đúng. Tuy nhiên, việc tuyên truyền chỉ đạo phát triển một cách tràn lan, ồ ạt, cung vượt quá cầu, đầu ra tiêu thụ sản phẩm không đảm bảo chắc chắn, an toàn, nhất là phụ thuộc vào thị trường Trung Quốc, thì cũng phải cần xem xét lại. Có như vậy mới giảm bớt những rủi ro trong chăn nuôi. Điều đáng buồn là không chỉ người chưa bán được lợn, mà còn cả những người đã đầu tư xây dựng mới chuồng trại cũng chung cùng cảnh ngộ khi nhiều chuồng trại đang bỏ không. Thưa quý vị và các bạn, để xây dựng được một chuồng trại đảm bảo về kỹ thuật và vệ sinh trong chăn nuôi như thế này thì phải mất gần 1 tỷ đồng. Nhưng hiện nay nhiều trang trại chăn nuôi lợn đã không tính đến chuyện tiếp tục thả giống do khó khăn trong đầu ra. Bỏ vốn lớn để đầu tư cho chăn nuôi nhưng giờ đây chăn nuôi thua lỗ đang đẩy nhiều trang trại, nhiều chủ hộ chăn nuôi lợn bên bờ vực phá sản. Quý vị và các bạn đang theo dõi trang địa phương do Đài Truyền thanh Truyền hình huyện Vũ Quang thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, Vũ Quang là huyện có diện tích rừng nhiều, trong đó có vườn quốc gia Vũ Quang nằm trên địa bàn 3 huyện Vũ Quang, Hương Sơn và Hương Khê. Để quý vị và các bạn hiểu rõ hơn về những kết quả đạt được cũng như những hạn chế và các biện pháp phòng chống cháy rừng trong mùa nắng nóng năm nay, phóng viên Đài Truyền thanh Truyền hình huyện Vũ Quang đã trao đổi với ông Tôn Quang Thanh, hạt phó hạt kiểm lâm huyện Vũ Quang về vấn đề này. Vâng, xin chào ông. Cảm ơn ông đã nhận lời mời và tham gia cuộc trao đổi ngày hôm nay. Ông có thể cho biết về những khó khăn cũng như tồn tại hạn chế trong công tác bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng trong năm qua. Những cái khó khăn thì Vũ Quang thì diện tích rừng lớn, địa hình rừng núi phức tạp, xa khu dân cư.
hơn nữa là giáp ranh với nước bạn Lào, đường đi kiểm tra rất là xa, có thể là đi đến 2-3 ngày đường mới vào tận nơi để mà kiểm tra được. Trong lúc đó thì lực lượng kiểm lâm thì mỏng, biên chế chỉ được có 15 người, nên rất khó khăn cho công tác là bảo vệ rừng tận gốc. Đặc biệt là trong năm vừa qua cái thời tiết cũng nắng nóng gay gắt, nguy cơ cháy rừng rất là cao, nên là công tác phòng cháy rừng cũng hết sức khó khăn. Hơn nữa là trong năm vừa rồi thì việc xử lý thực bì làm sạch lòng hồ Ngàn Trươi Cẩm Trang với diện tích lớn hàng nghìn hạt a, và hơn nữa là một số hộ dân là thường khai thác rừng rồi là xử lý thực bì, cho nên là nguy cơ cháy rừng rất là cao. Nhưng mà trong năm vừa qua thì được sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo của Sở Nông nghiệp rồi là Chi cục Kiểm lâm, Ủy ban huyện, sự phối hợp chặt chẽ các phòng ngành, các đơn vị liên quan, rồi đặc biệt là các cái đơn vị chủ rừng, cho nên là chúng tôi là thực hiện tốt công tác bảo vệ rừng, phòng cháy rừng. Trong năm 2016 thì cái độ che phủ của rừng thì đã được tăng lên 73,67%. Thưa ông, dự báo năm nay thời tiết sẽ nắng nóng và kéo dài, nguy cơ cháy rừng là rất lớn. Vậy thì hạt kiểm lâm huyện đã tham mưu và có các biện pháp tăng cường như thế nào để hạn chế đến mức thấp nhất cháy rừng có thể xảy ra? Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, Chi cục Kiểm lâm, thì vào đầu tháng 3 thì hạt kiểm lâm đã tham mưu Ủy ban huyện tổng kết cái công tác bảo vệ rừng, phòng cháy chữa rừng năm 2016 và triển khai cái nhiệm vụ năm 2017 để chỉ đạo các xã, thị trấn rồi đơn vị chủ rừng tổng kết công tác bảo vệ rừng, phòng cháy rừng năm 2016 và triển khai năm 2017. Hiện nay là trên 12 xã và 2 đơn vị chủ rừng đã tổng kết công tác bảo vệ rừng, phòng cháy rừng năm 2016 và triển khai các cái nhiệm vụ giải pháp bảo vệ rừng, phòng cháy rừng năm 2017. Rồi kiện toàn ban chỉ đạo phòng cháy rừng từ huyện đến cơ sở, thì trên địa bàn đã kiện toàn 15 ban chỉ đạo gồm có là 264 người. Đây cũng đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho các cái thành viên trong ban chỉ đạo của huyện, của xã, của chủ rừng để chỉ đạo tăng cường thực hiện công tác bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng. Rồi toàn huyện đã thành lập 19 cái tổ đội xung kích bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng với là 569 người. Còn về các giải pháp trong công tác phòng cháy chữa cháy rừng thì chúng tôi tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật như là ký cam kết trong cộng đồng dân cư, rồi các em học sinh, rồi phát trên loa các phóng thanh của huyện, của xã, rồi là tuyên truyền lưu động để là tăng cường là công tác tuyên truyền để là mọi người dân biết, để nâng cao cái ý thức trách nhiệm về công tác bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng. Rồi là chúng tôi phân các cái vùng trọng điểm dễ cháy, dễ bị xâm hại để là tập trung kiểm tra, chỉ đạo sát sao. Rồi những ngày nắng nóng thì chúng tôi là cảnh báo về nguy cơ cháy rừng đến tận trên các phương tiện thông tin đại chúng, đến các hộ dân để các hộ dân biết cảnh giác, rồi là làm các cái biển tường, biển báo cấm lửa, cấm ở các cái vùng vào cửa rừng để là người dân biết. Rồi đầu cái mùa nắng nóng thì chúng tôi đã chỉ đạo các cái đơn vị chủ rừng, rồi là các cái chủ rừng là hộ gia đình là xử lý thực bì, giảm các cái vật liệu cháy, rồi làm các cái đường ránh cản lửa, rồi làm các cái biển tường, rồi là đường băng cản lửa để là phòng ngừa công tác phòng cháy chữa cháy rừng. Rồi chúng tôi đã chỉ đạo là anh em là tập trung công tác là kiểm tra tại canh gác lửa rừng, ngăn chặn là cấm các cái đối tượng là những ngày nắng nóng là tuyệt đối là không được mang lửa vào rừng, rồi là xử lý thực bì trong những ngày nắng nóng, rồi tăng cường công tác kiểm tra rừng tận gốc, rồi là tăng cường kiểm tra về cái việc là xẻ phát đánh chấp lấn chiếm rừng và đất nông nghiệp và săn bắt động vật rừng. Rồi chúng tôi đã chuẩn bị đầy đủ các cái phương tiện để là cho là công tác là chữa cháy rừng, ví dụ như là cưa xăng, rồi máy thổi gió, rồi dao rửa, rồi là bàn dập, rồi tất cả các cái phương tiện đã chuẩn bị đầy đủ sẵn. Rồi tăng cường công tác là phối kết hợp giữa là các cái phòng ngành liên quan, rồi đơn vị chủ rừng để tăng cường để tập trung công tác là bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng. Khi có cháy rừng xảy ra thì với phương châm 4 tại chỗ thì chúng tôi tin chắc được là sẽ là dập tắt được lửa rừng và giảm thiểu các cái thiệt hại do cháy rừng gây ra. Vâng, xin cảm ơn ông đã dành thời gian cho cuộc trao đổi và mong rằng Vũ Quang sẽ là điểm sáng trong công tác bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng năm 2017. Vâng, xin cảm ơn.
Quý vị và các bạn thân mến, trang địa phương do Đài Truyền thanh Truyền hình huyện Vũ Quang thực hiện hôm nay đến đây là hết. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.